Xin chào các bạn. Thì lâu lắm rồi mình mới có dịp lên sóng. Thì hôm nay mình làm cái clip này để trình làng một cái sản phẩm, đó là cái máy xới đất đẩy tay mini do mình tự mình chế. Thì tận dụng từ cái động cơ của xe máy cũ. Đối với nhiều người thì cái máy này cũng đơn giản chứ không có gì phức tạp, nhưng mà mình cũng ấp ủ cái này lâu rồi thì mấy ngày nay mình mới có dịp mình làm. Thì để mình cho các bạn thấy. Thì cái khung sườn thì mình cũng tận dụng từ sắt vê cũ thôi đó, nhưng mà cũng có một số cái mình phải mua như là bánh xe nè, rồi bạc đạn, rồi quạt, rồi tay ga công tắc, rồi các thứ để mình cho các bạn xem chi tiết. Đây trên đầu đây là cái bô e nè. Bô e này thì mình làm bằng cái ống nước 90 để làm cái lọc gió thôi, lọc gió cho nó sạch ha. Đây, đây cái cần số này là cần số nguyên bản của nó nha, nhưng mà mình chế lại hàng cái cần ở đây để mình gặt bằng tay. Đây, gặt bằng tay nha. Gặt bằng tay. Đó. Đây là cái dàn nút nhấn, như công tắc, tay ga, công tắc bình ngắt bình nè, rồi công tắc này quạt nè, quạt tải nhiệt nè, công tắc ngắt máy nè, công tắc đề máy nè, công tắc ngắt máy nè. Đó. Rồi dưới đây là bình ắc quy nè, bình ắc quy nè để mình đề máy rồi cho nó nhẹ thôi, với lại mình chạy quạt. Nhưng mình cũng còn gắn cái giò đạp nè, giò đạp này để nhiều khi bình nó yếu mình khởi động dễ. Rồi trên đây là mình gắn cái bình xăng. À, phía dưới nè, dưới là cái này là mô bên sườn nè, rồi cục sạc nè, IC rồi nè, cục sạc tại vì mình phải quá trình máy chạy đó mình cho nó sạc lại trong cái bình này để cho nó đủ điện để mà mình đề với lại quạt rồi nó chạy thôi. Ống bô là mình hàn lên nè, ống bô này không có giảm thanh nha, mình hàn trực tiếp luôn. Đây, trên đầu là cái quạt nè, quạt tản nhiệt nè, quạt này mình cũng mua đồ cũ thôi. Tại vì cái tốc độ mà khi mà cái máy xới này nó di chuyển á, thì cái lực gió nó không có đủ làm mát cái đầu bò, cái đầu nòng, nên mình phải gắn cái quạt thêm nè, gắn cái quạt nè, nó làm mát nè. Rồi cái này là hệ thống bánh nhông với lại di sơn chuyển động, thì từ cái cúc máy ra cái dĩa này, cái dĩa này dĩa nhỏ thôi, không có lớn. Rồi từ đó mình mới giảm tốc thì một lần nữa là một cái nhông nhỏ nữa. Nhưng mà ở này nó sẽ kéo một cái dĩa xuống đây nữa đó, thì cái dĩa này là mình bắt cái dàn lưỡi xới vô cái dĩa này đó, thấy không, lưỡi xới. Rồi để mình thử mình khởi động cho các bạn thấy nha. Đây, đây cái dàn nút với công tắc này nè, công tắc bình nè, mình gạt bình qua đây nè, rồi đó mình đề máy. Công tắc này là tự động nha, mình đề mình buông ra là tự nó nhả vậy nha. Khi mà đề máy nổ rồi thì giờ mình bật công tắc quạt. Đây, mình tắt quạt đây để cho nó quạt dễ nhiệt. Cũng như cái đầu lọc phía trước. Đây, cái dàn xới của mình đây. Đây là dàn xới. Cái dàn xới này là mình cứ phải mua nha. Mình đặt hàng người ta làm. Đó. Thì mình chỉ làm có hai cái cái dải xới thì mỗi dải thì mình gắn 4 lưỡi, là phía sau là 2 bánh xe nhỏ để lái, cái tấm này để che để đất không có dâng lên. Để bây giờ mình vô số nha, vô số rồi mình lên ra cho các bạn thấy. Thấy không, đó mình vô số 1 đó, giờ mình vô số 2 nè. Các bạn thấy tốc độ nó lên không, thêm số 3 hoặc là số 4 nè.
thì tại vì cái máy này nó chỉ có 100 phân khối nên cũng không có được mạnh lắm, nên thường là mình xới là chạy số 2 hoặc là số 3 thì vừa, chứ giờ chạy số 4 thì nó xới không nổi. Số 1 thì dòng tua nó chậm quá. Ga này mình mua của mấy cái hãng mà mấy cái cơ sở sửa máy cắt cỏ đó, đó. Lên ga nó giữ ga luôn. Cái này là mình làm mấy cái cánh to này để chắn đất, chắn bùn rồi nó văng vô dây sơn để bảo vệ dây sơn thôi. Đây, khi mà cái lưỡi sới này nó hoạt động thì đất rồi nó tung nó té rồi rất là nhiều. Máy mình tắt nguồn luôn, tắt nguồn bình luôn. Rồi nãy giờ mình đã giới thiệu cái sản phẩm nào tự mình chế là cái máy xới đất. Rồi xin chào các bạn nha.